Thưa quý vị và các bạn, để đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4, sáng nay, tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tại đây, Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang có ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, ông Lữ Giang Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các huyện, thị xã, thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thay mặt Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tình cảm đối với vùng đất Hậu Giang anh dũng trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Từng là vùng căn cứ cách mạng, nơi khu ủy quân khu 9 đặt bộ chỉ huy và cũng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt như đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch, khu trụ mật Quả Lựu Dị Thanh. Hiện toàn tỉnh có 15 di tích lịch sử, trong đó có một di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, hơn 33.000 gia đình có công với cách mạng, trong đó có hơn 12.000 liệt sĩ, gần 2.000 mẹ Việt Nam anh hùng. Hơn 12 năm chia tách, Hậu Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng một tỉnh mới năng động, phát triển. Đặc biệt là đã thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với những gia đình có công với cách mạng. Chúng ta đã quy định. Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đánh giá rất cao những cống hiến của Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang, rất tin tưởng các đồng chí. Một cái niềm tin đã được thử thách trong lịch sử và trong cái quá trình xây dựng ở đây. Các đồng chí đã đặt ra một cái hạ tầng, một cái điều kiện để cho Hậu Giang bứt phá trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Các đồng chí nhìn cái quy hoạch đô thị này. Bây giờ thì không thấy, nhưng nếu quản lý tốt thì 5-10 năm sau, đến năm 30 chẳng hạn, thì dọc theo những cái con lộ mà các ông chí đã chuẩn bị đây thì sẽ là một đô thị mới. So với về phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Hậu Giang có sự phát triển vượt bậc. Đặc biệt, Hậu Giang đã chọn 3 khâu đột phá để tập trung phát triển, đó là cải cách hành chính, phát triển nông nghiệp nông dân, nông thôn và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với định hướng của đất nước. Tuy nhiên, để Hậu Giang ngày càng ổn định và đi lên, Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu tỉnh cần tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư ở lĩnh vực công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Các đồng chí tỉnh ủy viên cũng liên quan đến mà doanh nghiệp chính là nguồn thu, doanh nghiệp chính là tiềm năng kinh tế của đất nước. Nhưng cái đó muốn làm được phải bắt đầu từ mỗi đảng bộ, từ cái thể chế này thực sự thông thoáng. Không có doanh nghiệp thì không có nguồn thu, không có doanh nghiệp không có tăng trưởng. Doanh nghiệp làm nên sức mạnh của nền kinh tế chứ không phải là chúng ta. Các tổ chức đảng, chính quyền chỉ là người nâng đỡ, tạo điều kiện, tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thôi. Ngoài ra, Bí thư Trung ương Đảng cũng lưu ý tỉnh cần chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Đối với nhà máy giấy Lienben, Hậu Giang cần thường xuyên theo dõi, giám sát, đưa ra những dự báo, số liệu phân tích, đánh giá về tác động môi trường để kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.